nắng đâu, xong lại chiến nữa. Cứ tê nữa. Theo màu gì đây ạ? Khoáng xương. Mọi người đã nắm được màu này rồi đúng không ạ? Được, chúng ta tên là Hồ Lan Trân Cửa Ai. Em sai ạ. Sai. Chúc mừng bạn về chỗ. Xin chúc mừng người nước nào đã xây nên thủ tướng thành công? Người Việt Nam. Cũng rất là nhiều người hỏi và câu hỏi tại sao không dạy cho nhiều người hơn, vì khi mà ở Hikado thì có những cái cách dạy cũng rất là khác biệt và giúp cho các bạn học một cách dễ dàng. Sau 2 tháng mình nghiên cứu thì mình quyết định rằng nó là rất là tuyệt vời, và lúc đấy mình đã cùng với đội ngũ để cùng nhau bàn bạc và ra quyết định rằng là sẽ nhân bản tiếng Trung chương trình nhớ để giúp được cho nhiều người học hơn. Có một phương pháp mà dạy học tiếng Trung mà nó rất là phù hợp cho ít thời gian. Mình thấy rằng cái phương pháp của Hikado rất là hay. Cái nhất là chủ yếu chỉ cần là đố này, đều, và thậm chí là có niềm vui. Mình thì là học sinh người của lớp, bởi vì do công việc của mình rất là bận, nhưng mà mình cảm thấy rằng là cứ mỗi sáng mình thức dậy mình dành ra có 5-10 phút thôi thì xem những cái mail mà đem Hikado gửi cho mình, thì mình cảm thấy nó đi sâu vào kiến thức của mình hơn, mình nhớ hơn là mình đọc một trang sách trên vở và mình viết ra. Hikado!